lại một tình huống như vậy và đã có một tình huống đấu tiếp tục. Và bây giờ là sức ép của Văn Tèo, liên tục là những cú đấm của Văn Tèo về phía Hamas, của Văn Tèo và sức ép của khán giả Phan Thiết mà đang bị giảm xuống rất sâu rồi. Liên tục là sức ép và tay sau của Văn Tèo. Anh sẽ bước lên võ đài với niềm tự hào dân tộc mãnh liệt và tình yêu vô bờ bến dành cho quê hương Phan Thiết. Kính thưa quý vị, hãy cùng chào đón và vỗ tay thật lớn cho Please Welcome Boxer Quang Văn Tèo. Và bây giờ, xin trân trọng giới thiệu ở góc đài màu xanh, đến từ quốc gia với hơn 17.000 hòn đảo, anh là cựu vô địch boxing Indonesia và cũng mang cho mình tinh thần dân tộc mạnh mẽ không kém để đến đây và thể hiện mình đêm nay. Xin quý vị cùng chào đón, please welcome boxer Akbar Lahijah. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu quốc tế duy nhất, cũng là trận đấu cuối cùng của TMK Boxing Championship trong buổi tối hôm nay. Trận đấu giữa võ sĩ Nguyễn Văn Tèo, đại diện của Việt Nam, thi đấu với Ahmad Lahijah, võ sĩ đến từ quốc gia vạn đảo Indonesia. Nguyễn Văn Tèo, cái tên chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, liệu có làm lên được lịch sử trước Ahmad Lahijah, võ sĩ đến từ Indonesia hay không? Đây sẽ là một trận đấu 6 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, đòi hỏi sự tính toán của cả hai võ sĩ. Nguyễn Văn Tèo, với sự cổ vũ của khán giả quê nhà Phan Thiết, sẽ là nguồn động lực lớn giúp anh giành chiến thắng trong trận thi đấu trước Ahmad Lahijah trong buổi tối hôm nay. Cả hai võ sĩ nhập cuộc với một thế trận với tốc độ rất cao. Vẫn có sự thận trọng nhất định của cả hai võ sĩ. Tình huống đổi đòn, một tình huống tránh né và ngay lập tức phản đòn rất chuẩn chỉ của Nguyễn Văn Tèo. Nguyễn Văn Tèo đang phải thi đấu với một đối thủ hơn mình về số trận chuyên nghiệp rất nhiều. Ahmad Lahijah đã có 5 chiến thắng chuyên nghiệp, 12 trận thua và chỉ để hòa một trận. Còn Nguyễn Văn Tèo, anh chỉ có một chiến thắng chuyên nghiệp mà thôi. Đây sẽ là một thử thách cực kỳ lớn dành cho Nguyễn Văn Tèo, đại diện của Việt Nam, người con của quê hương Phan Thiết trong trận đấu diễn ra 6 hiệp này. Vẫn chỉ là những tình huống thăm dò của cả hai võ sĩ. Trận đấu quan trọng, trận đấu cuối cùng, và cũng vẫn phải tính toán một cách đầy tinh tế và chính xác nếu muốn giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng này. Văn Tèo vẫn chỉ chủ động trong những tình huống tránh né, một tình huống quật ngã đối phương đến từ Nguyễn Văn Tèo. Lahijah đang sử dụng những cú chap để đo cự ly cũng như tấn công Văn Tèo. Còn Văn Tèo, anh đang thi đấu một cách vô cùng phóng khoáng, khi sau những đợt tấn công của đối phương, ngay lập tức anh trả những đòn nặng, liên tục là những tình huống đổi đòn. Mà lại một lần nữa Nguyễn Văn Tèo đưa Lahijah xuống sàn. Trọng tài đã phải nhắc nhở đối với Nguyễn Văn Tèo, nhưng việc quăng quật đối phương xuống sàn sẽ khiến cho Lahijah bị mất sức. Và đây cũng sẽ là thời cơ cho Văn Tèo. Chúng ta bước vào 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Vẫn rất thận trọng, chưa một võ sĩ nào tung con bài chiến lược. Hiệp thi đấu đầu tiên khép lại.
Và chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu quốc tế duy nhất tại sự kiện TMK Boxing Championship, trận đấu của võ sĩ đại diện Việt Nam Nguyễn Văn Tèo, người con của quê hương Phan Thiết, đối đầu với Ahmad La Hijaz, võ sĩ đến từ xứ vạn đảo Indonesia. Hiệp 1 là một hiệp đấu mà cả hai võ sĩ thăm dò lẫn nhau, cả Văn Tèo cũng như Ahmad, cả hai chỉ là những đòn jab, những đòn đo để thăm dò đối phương. Văn Tèo có phần chủ động hơn khi anh có những tình huống phản tay sau chính xác hơn về phía Ahmad. Ahmad La Hijaz cao hơn Văn Tèo đến một cái đầu, nhưng chúng ta có thể thấy được sự tự tin của Văn Tèo khi anh không ngại trong những tình huống đổi đòn với đối phương. Vẫn tiếp tục là những tình huống gây sức ép bằng những tình huống tạm thế đánh của Văn Tèo đối với Ahmad. Văn Tèo đang muốn Ahmad để lộ điểm yếu, và vừa rồi là một cú trồng tay sau của Văn Tèo, nhưng nó vẫn chưa đến được cái đích là cái đầu của Ahmad. Tuy thua thiệt về mặt thể hình, nhưng Nguyễn Văn Tèo có được sự cổ vũ của khán giả tại thành phố Phan Thiết. Một sự động viên vô cùng to lớn đối với võ sĩ Nguyễn Văn Tèo, võ sĩ của TMK Boxing. Trọng tài đã yêu cầu Ahmad không được quay đầu. Combo đòn của Văn Tèo, sức ép là vừa đủ để khiến Ahmad cảm giác nguy hiểm. Đổi tay trước chính xác của Văn Tèo. Một nhịp dừng lại ở cú đấm tay sau, và ngay lập tức là một cú lật tay trước chính xác của Văn Tèo. Văn Tèo mới chỉ có một trận thắng tại đấu trường chuyên nghiệp, nhưng anh đang thi đấu vô cùng tự tin trước đối thủ có nhiều chiến thắng hơn anh ở đấu trường chuyên nghiệp là Ahmad. Di chuyển thông minh của Văn Tèo, và vừa rồi là một cú đấm của Văn Tèo. Rất không may là cú đấm đã đi vào gáy của Ahmad. Đó là một tình huống không cố ý của Văn Tèo. Ahmad là Hijaz đã có một tình huống quay đầu, và anh đã phải nhận một cú đấm thẳng vào gáy đến từ Văn Tèo. Đây là một tình huống không may, và Ahmad có vẻ cũng đang nóng máy, thì đang chủ động hơn trước Văn Tèo. Còn Văn Tèo vẫn đang rất bình tĩnh thăm dò đối phương để đưa ra những cú đấm chính xác. Tay sau của Văn Tèo vào đầu của Ahmad rất chính xác. Đặc trưng của những võ sĩ TMK, đo tay trước và đấm tay sau rất chính xác. Sức ép rất lớn đến từ Văn Tèo, cũng như sức ép rất lớn của khán giả tại thành phố Phan Thiết đè lên người của Ahmad. 10 giây cuối cùng cho hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu cuối cùng tại giải. Một tình huống khiêu khích của Văn Tèo đối với Ahmad, rất tự tin, và bây giờ là hàng loạt cú đấm của Văn Tèo. Hiệp thi đấu thứ hai kết thúc bằng một cú đấm chính xác của Văn Tèo. Chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu của Nguyễn Văn Tèo đối đầu với Ahmad La Hijaz. Sự tự tin cũng như tốc độ của trận đấu đang được Văn Tèo đẩy lên một cách cao độ khi anh không cho Ahmad được ngơi nghỉ một chút nào cả. Sức ép của Văn Tèo đang đè lên Ahmad là vô cùng lớn. Sở trường của những võ sĩ của lò TMK, đo tay trước và dứt điểm bằng những cú đấm chất lượng bằng tay sau, đang được Văn Tèo sử dụng một cách chuẩn chỉ trong trận đấu này. Lại một tình huống như vậy, và đã có một tình huống đánh số 5 chính xác của Văn Tèo vào bụng của Ahmad.
Hamas đã gục xuống sàn. Nhưng trọng tài đã cho trận đấu tiếp tục. Và bây giờ là sức ép của Văn Tèo, liên tục là những cú đấm của Văn Tèo về phía Hamas. Hamas đã phải ôm chân Văn Tèo. Bây giờ là sức ép của Văn Tèo và sức ép của khán giả Phan Thiết đang đè lên người của Hamas. Hamas liệu có thể tiếp tục trận đấu hay không? Vẫn chưa có tiếng đếm từ phía trọng tài. Nhưng có vẻ như tinh thần, thể lực và thể chất của Hamas đang bị giảm xuống rất sâu rồi. Bây giờ thì Hamas đang phải ôm lấy Văn Tèo để khiến Văn Tèo chứng lại nhịp tấn công của mình. Liên tục là sức ép và tay sau của Văn Tèo. Hamas đã phải nằm xuống sàn rồi. Trọng tài sẽ tiến hành đếm đối với Hamas. Liệu võ sĩ đến từ quốc gia vạn đảo Indonesia có tiếp tục để đứng lên chiến đấu với người con Phan Thiết, đại diện của Việt Nam Nguyễn Văn Tèo hay không? Và đã có một trận đấu knockout kỹ thuật CKO dành cho Nguyễn Văn Tèo. Một trận đấu xuất sắc của Nguyễn Văn Tèo.